được gửi đến quý vị đại biểu, quý ông bà cha mẹ, quý thầy cô giáo và toàn thể quý vị khách mời lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay chúng ta nói đến sự tri ân, trong đó có bốn ân nặng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ. Cha mẹ sanh thành, tổ quốc che chở, thầy cô dạy bảo, và biết bao nhiêu người đã thành toàn cho cuộc đời này của chúng ta. Xin cảm ơn các vị đã nghe. Bài hát thần tiên là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Nếu còn cha mẹ bạn ơi, xin đừng keo kiệt vài lời cảm ơn. Người già rất dễ tủi hờn, lo con bỏ mặc cô đơn một mình, trọn đời vất vả hy sinh, chỉ mong nhận lại chút tình thương yêu. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con trên cuộc đời này ạ. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều ạ. Ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi. Con nhớ là khi tổ chức ở trong Vinh, một cô ông và một cụ bà sống với nhau 60 năm chỉ nói với nhau một điều rằng: tôi lấy ông ấy mà hạnh phúc đến ngày hôm nay ở chữ nhẫn. Đó, và khi nói về vợ chồng, tại sao lại nói về nhẫn và tại sao lại nói về người phụ nữ? Con xin thưa với quý vị, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc hay không, người phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng. Bây giờ mình biết ơn, thực sự là biết ơn vợ. Tôi là người khóc đầu tiên.
khi dẫn thay vợ tôi đã cho tôi sự nghiệp, cuộc sống, con cái. Anh xin cảm ơn em. Anh yêu em. Vâng, anh xin cảm ơn em.